có đi kiểu này chưa Tiến? Ở trên Tây Ninh có ruộng đâu? Có cả ruộng bẻ ra muống thứ này không? Dưa có muốn đồng là người ta gọi là sâm đồng quê. Hôm nay có muốn rồi rồi cũng thấy nó không có non. Nó không mập lắm ha. Nó không mập nó quá vậy nó mập lâu luôn. Cái của mẹ sáng có mấy đồng mập. Này tại cái bụi này nó không có đất không. Cá rồng rồng nè các bạn, trời ơi, quá nhiều cá rồng rồng luôn. Đây là vuông người ta nuôi cá nha. Đó, cái này người ta nuôi cá chép với cá mèo hoa. Vuông rộng rộng hết biết.